lại cố tình quên đúng không? Xấu chết đi được. Không được tháo xuống nữa đó. Đứng lên. Xin chào cô ạ. Chào các em, mời các em ngồi. Báo cáo. Lòng Vũ, xem lại đến muộn nữa rồi. Đã mấy lần rồi đấy. Mời dự chủ ngồi đi. Tôn Tinh Kỳ. Thưa cô, cả lớp chỉ có Lòng Vũ chưa nộp bài tập về nhà. Lòng Vũ, sau giờ học cầm bài tập về nhà của em đến trong phòng gặp cô. Ngồi xuống đi. Cái Thiên Thiên, em cười cái gì? Bài tập về nhà tuần trước của em là sao vậy? Thưa cô Chu, em thực sự đã cố gắng làm tốt rồi nộp. Cái Thiên Thiên, bố của em cũng là bác sĩ Văn sao? Đừng cười nữa. Còn có Văn Bác nữa. Tan học cả ba em đến văn phòng gặp cô. Ngồi xuống đi. Bắt đầu học thôi. Mọi người mở sách trang 23 nào. Chào mọi người, hoan nghênh cùng theo dõi thời tiết với tôi. Mấy ngày cuối tuần vừa qua đã có mưa lất phất, nhưng gió mạnh sẽ tạo thành mưa bất chợt. Từ ngày mai thì thời tiết sẽ bắt đầu chuyển tốt. Căn cứ vào báo cáo của đài khí tượng, mấy ngày sau sẽ chịu sự khống chế của khí áp Tây Bắc ổn định, khiến cho thời tiết trở nên nhiều mây, độ ẩm trong không khí cũng sẽ từ từ tăng lên. Hôm nay và ngày mai trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất là 27 độ. Được rồi, thời tiết chính là như vậy. Bây giờ chúng ta xem thử khung cảnh bên ngoài. Chiếc bình ở phía sau tôi đây chính là chiếc bình đệ nhất thiên hạ. Nó đã từng được ghi vào danh sách kỷ lục Guinness với danh hiệu chiếc bình lớn nhất thế giới. Được rồi, thời tiết và thông tin đến đây là hết. Ngày mai chúng ta lại gặp. Tin tức của chúng tôi, căn cứ vào tin tức vừa nhận được, có một người đàn ông họ Mao đã báo với chúng tôi là ở gần khu máy ở để nhìn thấy vài người mặc áo đen kỳ lạ, hành động thần trọng, ngôn ngữ bất đồng. Rốt cuộc chuyện này là sao? Hãy để phóng viên đến hiện trường xác nhận tình hình thử xem. Tôi nói cho nghe, chính xác là ở khu này đây. Ba người, có ba người, không không không, bốn người, cao thế này đây, là cao thế này. Người qua đường ai cũng nhìn cả. Xin các vị khán giả đang xem trước màn hình, ra đường hãy chú ý an toàn, đề cao cảnh giác. Cảm ơn, đừng khách sáo. Cảm ơn, đừng khách sáo. Chuyện tiến hành thế nào rồi? Vừa nhận được mật báo, người của chúng ta ở trái đất đã tìm thấy tung tích của họ. Rất tốt. Hai người lập tức xuống trái đất, bắt người về cho ta. Tuân lệnh. Nhớ kỹ, nhất định phải lấy được ngọc tỷ và lệnh bài ngũ hổ tướng. Minh Dương, về những tàn đạn khác thì sao? Giết thẳng tay khỏi hỏi. Dân. Lòng Vũ, em không muốn học nữa sao? Ngồi xuống. Cái Thiên Thiên, cậu làm gì vậy? Im miệng. Lòng Vũ, vì sao lúc nãy cậu cười mình? Chết bài bạn đến mức tên bố của bạn cũng chết vào. Đương nhiên buồn cười rồi. Liên quan gì đến cậu, mình muốn làm gì thì kệ mình. Đưa dây chuyền trên cổ cho mình chơi. Dựa vào đâu chứ? Cái Thiên Thiên, có phải cậu quá đáng quá rồi không? Giữ nó lại. Cậu trả cho mình. Đợi mình chơi chán rồi nói. Chúng ta đi.
Đi. Trái Thiên Thiên, không được đi, trả đồ cho mình. Có giỏi thì đến nơi mà lấy. Chúng ta đi. Tạm biệt, mình đi đây. Tạm biệt, đưa mình. Tạm biệt, tạm biệt. Họ đang làm gì vậy? Mình thấy giống như bắt cóc vậy. Di chuyển của mình còn nằm ở chỗ cái Thiên Thiên, không lấy nó về lại thì sao mình về nhà? Còn ngay ra đó làm gì mà đuổi theo thôi? Không phải nên báo cảnh sát sao? Không kịp đâu, đi. Taxi. Chú ơi, mau đuổi theo chiếc xe chở hàng kia. Vô chuyện. Thả cháu ra đi, cháu dẫn cô đi tìm cậu ấy. Chúng ta vẫn nên tìm cách cứu Thiên Thiên đi. Về rồi à? Tiểu Vũ đâu? Còn chị về sao? Lại ham chơi rồi. Anh đi làm chút chuyện.
Nhóc chính là thái tử rồi. Lần này nhóc cũng muốn chạy cũng không chạy thoát được đâu. Biết ta là thái tử mà còn không mau cởi trói. Mới rời khỏi Sao Khải Minh một năm thôi, không chỉ đột biến gen mà còn bị nhiễm phim truyền hình cung đình ở trái đất đến thế này. Cứu mạng! Mẹ ơi, cứu con! Cứu mạng! Cứu mạng! Mẹ ơi, cứu con! Cứu con! Dì ơi, dì ngầu quá!
Mẹ. Lòng Vũ, mẹ xin lỗi con. Bố, mau đi thôi. Mau đi thôi. Dũng, đi thôi. Đuổi theo. Nhanh lên. Chào mừng các cháu đến học viện Tử Ngọ. Thái tử, người chịu khổ rồi. Tiểu Vũ. Minh Dương, thuộc hạ đã tìm thấy Đông Cung Thái tử và dự đảng của hắn. Hắn đâu? Tên thái tử đó may mắn chạy thoát rồi. Cái gì? Có mỗi trong chừng nó cũng không xong. Bẩm Minh Dương, là thuộc hạ đã cố ý thả thái tử đi, vì để tìm căn cứ bí mật của chúng, để tiêu diệt sạch. Nhớ kỹ, chúng ta phải bất chấp mọi giá. Ta muốn bắt sống thái tử. Xin hãy yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ bắt được thái tử, lấy được ngọc tỷ và lệnh bài, đem về cho Minh Dương. Tốc chiến tốc thắng. We'll be right back.
Còn chưa trả tiền mà. Chính là chỗ này. Xin chào. Hai người tìm ai? Xin lỗi, tìm nhầm chỗ. Bây giờ đặt tay các cháu lên trên nó đi. Không sao đâu. Có thể là cơ duy chưa đến. Các cháu cứ tiếp tục cố gắng đi. Các cháu đi theo ta. Thủ lĩnh, chúng lại xuất hiện rồi. Quá tốt rồi. Lần này ta sẽ tiêu diệt sạch đám dư đảng đó. Thủ lĩnh, Minh Dương đã ra lệnh là phải bắt sống. Ta nói là dư đảng của Thái tử. Dư đảng đó hiểu không? Dư không nghe thấy sao? Đám người các người còn ngay ra làm gì? Đi lùng sục tiếp cho ta. Dân Tiểu Vũ, con đang làm gì vậy? Con biết con không nên vào đây, nhưng bây giờ con thật sự không biết phải làm sao. Còn nhớ trước kia bố đã nói gì với con không? Thay vì liều lĩnh xông tới, chi bằng lùi bước thu lưới. Chúng ta không thể để những vật ngoài thân mê hoặc được.
Ngọc tỷ và lệnh bài cũng chỉ là công cụ. Chúng ta chỉ cần khiến bản thân mạnh lên mới có thể khiến chúng giúp được chúng ta nhiều hơn. Thật không? Tin bố đi. Đi. Thủ lĩnh, mất tín hiệu rồi. Chúng ta chỉ có thể tìm được phạm vi đại khái thôi. Thái tử đang chơi mèo dựng chuột với chúng ta sao? Truyền lệnh xuống dưới, tập hợp toàn đội, tiến hành lục soát thực địa. Có phải đào ba tấc đất lên cũng phải tìm ra cho ta. Thực sự phải đào sao? Ẩn dụ, ẩn dụ, biết ẩn dụ đó hiểu không? Đi thôi ta. Thủ lĩnh, nhìn kìa, lên. Nhất định là ở gần đây, lục soát cho ta. Đừng vội vã, đừng căng thẳng. Nhân quả do trời. Cố lên các cháu. Cố lên. Các cháu, cố lên. Vũ, ngũ hành thuộc mộc. Bây giờ điều Vũ cần luyện tập chính là thân thủ linh hoạt, nhạy bén và dũng khí không gì sánh được. Thiên, ngũ hành thuộc kim. Vậy nên điều thiên cần được huấn luyện chính là lực bộc phát của cơ thể và độ chính xác trong phản kích. Tinh, ngũ hành thuộc quả. Vậy nên điều tinh cần được huấn luyện là sức bền và độ dẻo dai của cơ thể. Bát, ngũ hành thuộc thủy. Vậy nên điều bát cần được huấn luyện là sự phối hợp và lực cân bằng của cơ thể. Thủ lĩnh, không sao chứ? Mau đi tiếp, tiếp tục tìm. Nhanh lên, nhanh lên.
Long Vũ, mau nhìn bên cạnh cậu kìa. Đúng rồi, ở đó đấy. Bắt được rồi. Một người là thái tử, còn lại hai người đã lấy được lệnh bài ngũ hổ tướng. Chỉ có mình không có. Ai bảo các cậu ăn hiếp mình? Mình không chơi với các cậu nữa. Đại ca, làm sao vậy? Không thấy sao? Mở nó ra. Lên. Hai mảnh lệnh bài này đã hợp thể rồi. Những lệnh bài còn lại vẫn còn đang cân nhắc. Cho tụi nhỏ nhiều cơ hội huấn luyện hơn đi. Ôn Dũng, mau đi dẫn đứa trẻ về.
Thiên Thiên, đi. Lu về rồi. Thiên Thiên, Thiên là cậu ấy cứu cháu đó. Cháu bé, cảm ơn cháu. Cháu thật dũng cảm. Thật ra người dũng cảm thật sự là cậu ấy. Xin lỗi, để mọi người lo lắng rồi. Về là tốt rồi. Long Vũ, xin lỗi cậu. Chuyện trước đây là do mình không tốt. Chúng ta có thể làm bạn lại từ đầu không? Chúng ta vốn dĩ là bạn mà. Hiện tại lệnh bài ngũ hố tiến đã bắt đầu tương ứng, nhưng thái tử thì chưa. Chúng ta phải nghiên cứu xem vấn đề chính xác nằm ở đâu. Mau ra ngoài xem thử. Chẳng lẽ Minh Duyên nhất định muốn đuổi cùng giết tận sao? Một lũ vô dụng. Mau đi đi.
không đâu. Ở phía sau, chúng ta vẫn còn trẻ đi. Đáng ghét. Kêu lục xác tiếp cho ta. Dân. Là cháu vô dụng, trời mắt nhìn mọi người chịu khổ mà không làm gì được. Không thể nói như vậy được. Còn nó muốn đánh bại Minh Dương, bây giờ không giúp được ai hết. Không, Long Vũ, mình cảm thấy hôm nay cậu dũng cảm nhất. Cái Tiên Thiên cũng không so sánh được. Phải đấy Thái Tử, hôm nay cháu đã làm hết sức rồi, đừng tự trách mình nữa. Làm hết sức thì có ích gì? Kết quả cũng chẳng phải vẫn như vậy sao? Không cứu được ai mà còn liên lụy mọi người. Cháu mới chính là cội nguồn tai họa. Để ta đi cho. Bố, mẹ, cho con biết đi. Con nên làm gì đây? Cháu à, con người khó tránh có lúc đau lòng, nhưng không thể buông xuôi được. Cho đến hôm nay, ta vẫn luôn nhớ rõ ràng tình cảnh năm đó, phụ dương và mẫu hậu của cháu trong lúc nguy hiểm đã phó thác cháu cho ta. Họ vốn dĩ có cơ hội bỏ trốn, nhưng họ đã lựa chọn ở lại, dùng sinh mạng để chống chọi Minh Dương. Nhưng cháu bây giờ còn không thể tự bảo vệ được mình. Cháu à, đợi cháu lớn lên rồi, cháu sẽ biết nên làm mọi chuyện thế nào. Vậy cháu vẫn còn cơ hội để lớn lên chứ? Có chứ. Qua một khoảng thời gian nữa, cháu sẽ học được câu nói thế này ở trong sách: Thiên giáng đại nhậm vô tư nhân giả, tất tiên khổ kỳ tâm trí, lao kỳ cân cốt, ngạ kỳ thể phu. Không phạm kỳ thân, chỉ có trải qua huấn luyện mới có thể đạt đến thành công. Cháu nhất định sẽ đợi đến ngày ấy, còn phải xem ông ngoại đọc có đúng không. Còn gì nữa, cháu phải học thật nhiều bản lĩnh, giành lại sao Khải Minh từ trong tay Minh Dương.
Nhất định là ở đây rồi. Đi, đi. Không hay rồi, không hay rồi. Cháu ở trong rừng đã thấy đám người áo đen đó rồi. Lương Dũng, mọi người cách bảo vệ thái tử. Ông ngoại, ông đã nói rồi mà. Chỉ có đường đầu phản kích mới có hy vọng. Tình thế nguy hiểm lắm. Kẻ địch sắp đuổi đến nơi rồi. Chúng ta nên trốn đi trước rồi nói. Trốn? Cả cái ngân hà này cũng sắp không ngăn được chúng rồi. Chúng ta còn có thể trốn đến đâu? Ra ngoài rồi thì cũng sẽ có cách. Các cậu đi đi, mình ở lại, đây chính là cách duy nhất. Thái tử, thái tử còn thì sao khải minh mới có hy vọng. Các người hãy ngoan ngoãn ra đây cho ta. Đừng trốn nữa. Nếu nghe lời thì lão nương đây có thể sẽ tha cho một mạng. Số mệnh của Khải Dương đã tận, vẫn nên ngoan ngoãn phục tùng minh dương của bọn ta đi. Đừng có mơ. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng thua thôi. Đi bằng cửa sổ đi. Ở bên đó, đuổi theo. Dân nhanh lên, nhanh lên. Quay lại đây. Ông ngoại. Ông ngoại.
Tom ơi. Mẹ. Mẹ. Mẹ không sao chứ? Anh tỉnh lại đi. Ô, anh tỉnh lại đi. Bố. Bố. Bố tỉnh lại đi. Bố ơi. Ô, bố. Anh tỉnh lại đi. Bố. Uống từ từ thôi. Chút nữa bố chở con đi. Không cần đâu. Con không muốn nghe đời sau của nhà truyền đạo Triều Hán. Nói mãi không ngừng đâu. Tiểu Vũ. Tiểu Vũ. Tiểu Vũ. Có phải con quên mang theo cái này không?